Toàn thế giới đang trong chiến tranh và chối bỏ con đường hòa bình, nghĩa là chối bỏ chính Thiên Chúa, khiến cho Chúa Giêsu phải bật khóc. Đó là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhắn gửi các tín hữu trong bài giảng thánh lễ sáng thứ năm ngày 19 tháng 11 tại nguyện đường Santa Marta. Chúa Giêsu khóc là những lời trong tin mừng theo Thánh sử Luca được công bố trong phụng vụ hôm nay. Chúa Giêsu tiến lên thành Jerusalem và nhìn thành phố trên đồi từ xa. Ngài khóc mà nói: "Phải chi ngày hôm nay người nhận ra những gì đem lại hòa bình cho người? Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không nhìn thấy được." Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng khóc bởi chúng ta chọn con đường chiến tranh, con đường hận thù, con đường đối đầu với kẻ thù. Chúng ta đang ở gần kề những ngày lễ Giáng sinh. Sẽ có đèn hoa, sẽ có tiệc tùng, cây thông giăng đèn, cả những cảnh Giáng sinh. Tất cả thật rực rỡ. Nhưng thế giới vẫn tiếp tục dấy lên chiến tranh. Thế giới không hiểu con đường hòa bình. Chiến tranh là một cuộc tàn sát vô nghĩa. Chiến tranh ngày nay xảy ra khắp mọi nơi, là những nơi chất chứa lòng hận thù. Chúng ta sẽ còn lại gì sau cuộc chiến? Chúng ta còn lại gì đây? Còn lại gì đây? Chỉ là hoang tàn đổ nát. Hàng ngàn trẻ em không được đi học, quá nhiều nạn nhân vô tội, và nhiều tiền sẽ đổ vào túi của những con buôn vũ khí. Chúa Giêsu đã từng nói rằng, người không thể thờ hai chủ, hoặc là Thiên Chúa, hoặc là tiền của. Chiến tranh là chọn lựa của kẻ thờ thần tài. Chúng ta hãy sản xuất vũ khí đi, để nền kinh tế tốt đẹp, và chúng ta cứ việc theo đuổi lợi lòng của mình. Những kẻ buôn bán vũ khí đã nói như thế. Thế đó, với những lời ngu si này, Chúa Giêsu sẽ nói: "Thật khốn cho người, bởi Ngài đã nói rằng: Phúc thay những ai xây dựng hòa bình. Người vận dụng chiến tranh, người tạo ra chiến tranh thì bị nguyền rủa là tội phạm." Có thể biện minh cho chiến tranh bằng nhiều nguyên do, rất nhiều kiểu nói. Nhưng khi toàn thể thế giới ngày nay đang ở trong chiến tranh, các cuộc chiến từng phần, nơi này một ít, nơi kia một ít, và cứ lan đi khắp nơi, thì không còn sự biện minh nào hết nữa. Và chính Thiên Chúa đã bật khóc, Chúa Giêsu đã khóc. Trong khi những con buôn vũ khí tiếp tục việc kinh doanh, thì có những người nghèo lại đi xây dựng hòa bình. Những người biết giúp cho người này, người kia, dùng hết sức của mình, cả sinh mạng của mình nữa. Như chân phúc mẹ Teresa thành Calcutta chống lại cường quyền những kẻ yếm thế trần tục, lại nói rằng: "Nhưng mà hãy xem bà ấy đạt được cái gì nào? Bà ấy lãng phí cuộc đời để giúp cho những người sắp chết ư?" Thế đó, chúng ta không hiểu nổi con đường hòa bình. Tốt cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin ơn biết khóc cho mình, cho một thế giới không nhận biết con đường hòa bình, một thế giới đang sống trong chiến tranh và quá yếm thế, không dám làm gì, nói gì. Chúng ta hãy cầu xin ơn, biến đổi tâm hồn, và trước ngưỡng cửa năm thánh lòng thương xót, chúng ta hãy xin cho được có niềm vui, niềm hân hoan, cho thế giới biết khóc cho những tội lỗi của mình, khóc cho những gì mà thế giới đã làm trong chiến tranh.